Xin chào tất cả mọi người, những người đang xem video, ban giám khảo và tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi Make Lego toàn quốc. Mình tên là Nguyễn Phúc Bình, số báo danh 2443. Vậy thì hôm nay mình mang đến sẽ là Samurai bất tử, số lượng mảnh là 3256 mảnh. Với kích thước toàn sản phẩm, độ dài là 32 cm, cao 55 cm, rộng 14 cm. Và đây là sản phẩm của mình. Mình lấy chủ đề Samurai vì so với các chiến binh Viking hay là các chiến binh La Mã thời cổ đại thì Samurai luôn là nhân vật huyền thoại được yêu thích nhất. Với chủ đề Samurai bất tử có nghĩa là mình làm sản phẩm này là một chiến binh Samurai đã chết, và đây là phần linh hồn, giống như khuôn mặt đây mọi người thấy là phần xương của mech, tay cũng bằng xương. Cái phần quần áo mình đã làm màu trắng để so le và tôn lên cái vẻ giáp ở ngoài. Ngoài là phần giáp mình mix ba màu đen, vàng và đỏ là tông chủ đạo. Tiếp theo là con rồng, là một con rồng già giống như kiểu rồng xương, phần linh hồn đi theo Samurai vậy. Con rồng này đã già, có phần râu và phần gai nhọn màu đỏ. Tông chủ đạo cũng là ba màu như trên. Sau đây mình sẽ quay chi tiết các biên cử động của mech rồng và kệ kích thước cho từng sản phẩm. Ok, phần đầu tiên đó chính là phần đầu. Như mọi người thấy đây, phần đầu là mình khuôn mặt làm mô tả chất liệu kiểu như là xương ấy, một khuôn mặt xương sọ. Phần mũ, phần viền giáp mũ thì sẽ là màu vàng và kiểu vàng kim. Tiếp theo là phần giáp hai bên màu đỏ. Cái viền này là mình dán lên. Phần đầu này thì có cái này có thể mở ra được. Đây, mở ra hai bên như này. Nhưng mà cũng không cần thiết lắm. Tiếp theo là phần thân. Phần thân là bên trong có một lớp vải, giả vải ấy, là màu trắng. Còn phần viền giáp màu vàng. Và đặc biệt là cái phần này có thể mở ra được như này. Cái này thì cũng có thể di chuyển được. Phần ngoài ra, phần giáp này, hai bên này có thể mở ra như này. Đó, phần giáp đằng trước này thì cũng có thể kéo ra. Gặp lại thành một bộ áo giáp. Tiếp theo là phần hông, phần giáp hông. Phần này là phần đầu lâu, phần trước ngực. Phần giáp này thì khá là linh hoạt, có cái phần bên này để lắp vào bên hông. Phần giáp này có thể gập được lên xuống như này. Cái phần đằng này cũng có thể gập được, mở ra. Giáp có thể cong tới mức độ như này, cả hai bên nhé. Phần giáp đằng trước cũng vậy.
sang bên này cũng có thể mở ra, gập xuống kịch như này. Nhưng mình mở ra ấy, thì mình xem theo các mẫu thì cái đường này sẽ là cái đường thắt lưng và bên giáp này, hai bên này mở ra khá là ok. Tiếp đến là phần tay. Đây phần tay trong, đây là giáp ở ngoài. Phần áo màu trắng. Phần này gập lên gập xuống thoải mái nha. Xoay được 360 độ. Có hai phần khớp ở đây. Phần này cũng có thể xoay được. Phần tay. Tay là dạng xương. Giáp tay. Và cuối cùng là phần chân. Phần chân này thì cũng có thể gập và xoay, gập xuống kịch như này, xoay 360 độ. Phần đầu gối này, cái càng này có thể mở lên và mở phần đầu gối ra. Thì ví dụ gập chân xuống thì nó sẽ kịch như này. Phần chân. Phần chân này có thể xoay. Đây, phần giáp trên này có thể mở ra. Gập xuống, gập lên. Ngoài ra có thiết kế một cái nút ngoài nhỏ này. Nút này có thể bỏ ra được để gập chân cong xuống như này, để tạo được nhiều dáng hơn. Phần giáp váy đằng sau. Phần cuối cùng của Onmec là phần phụ kiện. Đây là lá cờ và hai thanh kiếm, hai thanh katana. Một thanh dài và một thanh ngắn. Và đây là hình ảnh và video khi sản phẩm Make đã hoàn thiện. Make này mình làm dẫn theo dạng kiểu người nhé, kiểu chiến binh chứ không phải là robot hay gì cả. Và kích thước của sản phẩm này là độ dài 19 cm, rộng 8 cm, cao 44 cm. Con này khá là cao đấy ạ. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với mẫu thứ hai, đó chính là Mic rồng. Một con rồng linh hồn, một con rồng già. Tiếp theo là phần kệ. Phần này mình có thiết kế là có thể tách ra làm 3. Đây là phần đế để cho mic có thể đứng lên. Phần ngoài là những hộp sọ đập lâu, tượng trưng cho cái chết. Đây là phần đế để mà lâm rồng lên, khá là quan trọng. Phần cây cỏ mình bố trí
lướt xung quanh để thể hiện sự thiên nhiên hơn, thay vì mình làm tro tàn hay là đống đổ nát của linh hồn đã chết đi. Phần kệ này thì có kích thước dài 32 cm, rộng 14 cm và cao 3 cm. Phần này có thể tách ra như sau. Tách ra là ba như này. Kệ này có thể trưng bày một mình make riêng. Hai cái này là phần ghép phụ thêm để cho sản phẩm tổng thể. Và cuối cùng mình sẽ ghép tổng thể tất cả hình ảnh sản phẩm lại. Và đây là những hình ảnh cuối cùng về sản phẩm của mình với bài thi Samurai Bất Tử. Thực tình thì mình cũng đã rất lâu rồi mới quay trở lại Mock Lego. Cũng thật may là những người yêu quý mình đã tiếp cho mình động lực để quay trở lại. Cảm ơn tất cả những bạn đã mong chờ sản phẩm của mình. Cảm ơn tất cả những người đang xem video của mình. Nếu mọi người cảm thấy thích thì hãy like và chia sẻ, comment sản phẩm, góp ý giúp mình nhé. Mình là Nguyễn Phúc Bình, số báo danh 2443. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem và theo dõi.